Hey, không biết là dạo gần đây Mini World có cái gì mới không ta? Để vào xem coi. Skin hả? Cũng không có gì mới lắm nha. Oh my god! Cái gì thế này? Skin robot siêu đẹp, siêu ngầu luôn. Trời ơi là trời, đẹp dữ vậy ta. Ồ trời ơi, phải mua ngay mới được. Phải mua ngay mới được, phải mua ngay mới được. À khoan khoan, trước tiên là mình phải chào mấy bạn cái đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mới cho các bạn xem ở đây. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên nè là hãy nhấn vào nút like nè, share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, anh em nhớ đăng ký hội cho mình nha. Còn thiếu có khoảng 30k subscribe đó thôi là mình đã được 1 triệu subscribe rồi. Mấy bạn hãy nhớ là nhấn vào nút đăng ký hội cho mình để mình mau có được cái nút vàng đem về nhà khoe với mấy bạn nha. Ok ok. À quên nữa bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Hôm nay nè, khi mà mình lên trên gọi là Mini World á, thì mình mới phát hiện ra một điều này bạn ơi, là Mini World vừa cập nhật 3 bộ skin về robot cực kỳ đẹp, cực kỳ ngầu luôn. Mà mấy bạn biết không, Phong á là một người cực kỳ thích robot luôn. Trời ơi, bởi vậy á cho nên là Phong thấy mấy con robot này Phong mê dữ lắm. Bởi vậy á cho nên á là ngay bây giờ nè, Phong phải chạy ngay xuống dưới nhà để Phong xin tiền Sam, Phong đi mua skin mới được. Không biết Sammy ở đâu rồi ta. Hay trời ơi, Sammy đâu rồi ta? Mèo Sơn đi tắm với chị nè. Trời ơi, lâu lắm rồi. Làm gì vậy? Ủa Sammy, bà đang làm gì vậy? Đang tắm mèo cưng của tôi không thấy à? Trời ơi, mèo cưng mày yêu của tôi má. Trời ơi luôn á. Cái con mèo này dẹp qua bên đi, tắm làm gì? Dẹp qua bên đi. Gì vậy? Trời ơi, mèo của tôi mà. Trời ơi, suốt ngày cứ lo cho con mèo không à. Thôi mệt quá. Nói chung là cái con mèo này Sam muốn gọi là tắm cho nó, hay là muốn làm gì, muốn cạo lông nó, đem nó đi nấu cà ri cũng được, kệ nó, tôi không quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi nói nghe nè Sam ơi, tôi nói nghe nè. Tôi mới vừa phát hiện ở trên Mini World, người ta mới vừa cập nhật, người ta bán mấy cái bộ skin robot siêu đẹp luôn. Sammy cho tôi tiền tôi mua skin đi. Đó đó đó, tôi lại biết ông tới đây lại có chuyện. Một là mượn tiền, hai cũng là mượn tiền, ba cũng là mượn tiền. Trời ơi, lúc trước ông mượn ông có trả tôi đâu, bây giờ ông mượn tiếp tiền. Trời ơi, tôi mượn tiền là tôi mượn, tôi lâu trả chứ tôi đâu có bao giờ mà tôi giữ luôn đâu. Tôi có tiền là tôi trả liền. Trời ơi, ông mà mua hết skin tôi làm sao tôi mua đồ ăn cho mẹ tôi ăn được hả? Trời ơi là trời, cái con mèo này. Ủa vậy là bây giờ bà không cho tôi mượn tiền là bởi vì bà cần tiền mua đồ ăn cho con mèo á hả? Đúng rồi, tôi mua đồ, mua áo quần cho bé mèo nó khổ. Ok, còn tiền đâu mua skin không hả? Trời ơi, vậy là bây giờ bà xem trọng con mèo hơn tôi đúng không? Hả? Trời ơi, ông lúc nào cũng lấy tiền tôi mua skin, còn tôi tất nhiên tôi chăm cho bé mẹ tôi thôi ha. Tôi không cần cặp ông, kẹo, bây giờ tôi không cho. Blè. Ơi, cho tôi mượn tiền mua skin đi. Không. Rồi không cho gì thôi, không cho thì thôi. Ok bạn ơi, tại vì con mèo mà mình không được tiền mua skin, mình phải tiêu diệt nó bạn ơi. Con mèo đâu rồi. Rồi để coi Sammy chạy đâu tiêu rồi. Ôi trời, tức quá bà, bởi vì con mèo mình không có tiền mua skin, mình thật là tức con mèo. Mình phải tìm nó, mình giết nó mới được. Con mèo đâu rồi? Thấy con mèo rồi, thấy con mèo rồi. Mày hả mày? Mày nè con mèo. Ui chạy hả? Không chạy thoát được đâu, chạy đâu cho thoát. Con mèo nè. Rồi. Chết queo mèo rồi bạn ơi. Làm gì? Tôi sẽ lấy con mèo đó đi, tôi bỏ vô trong cái quán thịt cầy, tôi bán nó để tôi kiếm tiền mua skin. Ôi trời. Thoải mái quá, cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt con mèo rồi bạn ơi. Con mèo này bởi vì nó mà mình không có tiền mua skin, tức. Thôi rồi, bây giờ mình tự mình đi mua skin luôn, không cần mượn tiền ai hết. Đi thôi bạn ơi. 1 hour later. Ok các bạn ơi, thì mình đã mua được skin robot rồi nè. Bây giờ mình sẽ biến thành robot cho mấy bạn xem nha. Hãy xem đây. 1, 2, 3. Biến hình. Bum. Ta da. Đó. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Mình đã biến thành robot rồi nè mấy bạn ơi. Ngầu chưa. Trời ơi là trời, xịn thật sự luôn bạn ơi. Thôi bạn coi nè, mình di chuyển nè. Đó không, ngầu chưa. Đúng là robot Phong Cận TV siêu ngầu các bạn ơi. Trời ơi, cái này là màu xanh dương với màu đỏ, đúng màu mình thích luôn nè các bạn. Ồ, ngầu chưa. À, bây giờ mình sẽ thử sử dụng một số động tác xem nha. Robot khi mà nó hung dữ lên nè, bạn xem nè. Đó, thấy không? Đó, ghê chưa. Rồi, bây giờ là robot chào nè. Đó, robot chào nè. À, chào nè. Rồi, robot khóc nè. Robot mà cũng biết khóc nữa bạn ơi. Đó, rồi robot nằm ngủ nè. Đó, robot đang nằm ngủ nha. Sau đó robot tức giận nè. Đó.
Ok trời, có nhiều cái động tác hay quá bạn ơi. Mà không những như vậy đâu nha các bạn nha, con robot này của mình á, nó còn có thể biến thành xe nữa đó. Nghe ghê chưa? Ôi, bạn nào mà có được cái skin này á thì mấy bạn sẽ rất là ngầu luôn. Lý do là bởi vì sao? Là vì các bạn có thể biến thành chiếc xe được luôn nha. Để bạn xem nè, mình sẽ biến thành chiếc xe cho bạn xem nè. Hồ biến bùm đó. Trời ơi, ngầu chưa, ngầu chưa? Mình đã biến thành chiếc xe rồi nè. Wow, trời, một chiếc xe tải các bạn ơi. Một chiếc xe tải cực kỳ đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nè. Oh, mình đang chạy nè bạn ơi. Ôi trời ơi, ngầu vậy. Nó còn có khói nữa nè. Ui, mà chạy cực kỳ nhanh luôn nha, bạn xem nè. Wow, có được cái skin này á là mình mà chạy đua là không ai chạy lại mình luôn á. Ui, chạy à, chạy nè. Trời ơi, ôi, không biết là ngoài mình ra là trong Hero Team có ai đã sở hữu skin này chưa ta. Chứ mình thấy là một mình có luôn rồi đó. Chưa có ai trong Hero Team có được skin này luôn á nha. Ok, à khoan đã, bây giờ mình sẽ chạy về nhà để mình khoe cho Sammy mới được các bạn ơi. Ok, ok, mình chạy về nhà nè. Tin Tin, có ai ở nhà không? Ai kêu mày vậy ta? Hello mọi người. Ủa, có ai đâu? Wow, tự nhiên có chiếc xe đẹp gì nè. Màu đỏ luôn nè, màu xanh. Xe ai vậy ta? Ai để quên cái xe đẹp này ta? Ngủ quá à. Nè, nè, tung nè, tung nè, tung nè, bùm, 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 tung nè, tung nè, bùm, 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 bùm. Trời, bùm. Ui, cái gì vậy? Hello Sammy, tôi là Phong Cận TV đây. Cái gì? Vậy? Phong Cận hả? Đúng rồi. Ủa, cái xe vậy? Bà thấy tôi ngầu chưa? Tôi biến thành cái xe nè, ghê chưa? Ghê chưa? Coi tôi nè, biến thành robot nè. Bùm. Chiu. Ngầu chưa? Trời ơi, sao ngầu vậy? Trời ơi, tôi mà bà thấy robot đẹp không? Thấy không? Trời ơi, như siêu nhân á Phong. Trời ơi, như mấy siêu nhân tôi xem thấy không? Ừ. Tôi xem biến thành robot. Đúng rồi, tôi là robot siêu nhân, gọi là có thể biến thành chiếc xe được luôn. Ghê không, ghê không? À mà khoan đã, bà không biết đâu, là tôi có đến tận hai cái skin lận á. Nhưng mà cái skin này chính là skin đẹp nhất luôn nè. Đó. Ui, đẹp dữ. Đẹp không, đẹp không? À, ngầu quá à. Hồi nãy tôi xin tiền bà, tôi kêu bà cho tôi tiền tôi mua, bà không cho. Bây giờ tôi đã biến thành robot siêu đẹp rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ nhà tôi đi luôn, tôi không ở đây nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, robot ai bỏ nhà ra đây? Thôi, xin lỗi, ai biết được tôi tận cái skin này xấu, tôi không có mua, tại sao nó đẹp vậy luôn, tôi có biết đâu. Trời ơi, bà nghĩ sao skin này mà xấu vậy? Bà nhìn đi, robot trời siêu ơi. Ngầu, siêu đẹp mà còn có thể biến thành chiếc xe nữa. Đó. Ôi. Mà chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Nhanh chưa, nhanh chưa? Tung nè, tung nè, tung nè, bùm, tung nè, tung nè, tôi tung bà nè, tôi tung bà nè. Đứng lại, tung bà chết luôn. Bùm bùm bùm. Đó, ghê không? Ghê chưa, ghê chưa? Quỳ ngầu thế. Ủa bao tiền vậy? Đắt không vậy? Trời ơi, đắt, tất nhiên là đắt rồi. Skin này đến tận 1.200 xu lận đó. Ghê chưa? Nhưng mà không chỉ là chỉ có mỗi skin này đâu không đâu nha. Tôi còn có một cái skin khác nữa nè, cho bà xem luôn nè. Đâu ta, từ từ để tôi kiếm coi. À, skin robot màu vàng. Đây, thấy rồi, mình sẽ chọn cái skin robot màu vàng nha. Trời ơi, màu vàng này mini vậy. Đây, thấy không? Skin robot màu vàng à. Nhìn nó hơi nhỏ nhỏ, nó hơi nhỏ con xíu, nó hơi nhìn hơi yếu đuối xíu. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp luôn nha. Coi nè. Đó, đá nè, ghê không? Suốt nè, đó, đá nè, đá nè, ghê không? Ôi, chào nè. Con này thở nè, ôi dễ thương vậy. Rồi khóc nè. Ôi, biết khóc luôn à, robot biết khóc đâu luôn. Tất nhiên rồi, robot là phải đa năng vậy chứ. Robot biết khóc luôn á, ghê không? Ông biến hình thử xem đi. Tôi muốn xem cái xe này biến hình sao. Ok, tôi biến hình cái xe cho bà coi nha. Hấy, bùm, đó. Tôi công nhận một điều là cái xe này cực kỳ giống xe taxi nha Phong. Sao tôi thấy nó giống mấy cái xe của mấy ông Grab á, mấy ông chạy á. Taxi vàng Phong, taxi vàng đó. Trời ơi. Ngầu chưa, ngầu mini chưa vậy? Khoan cái từ tôi, để tôi chạy thử coi chiếc này chạy, nó có chạy nhanh hơn chiếc kia không? Ồ, chạy cũng rất là nhanh luôn nhưng mà cũng không nhanh lắm. Nhanh bằng. Ồ, biến hình người lại nè. Ê, kiểu vừa đi vừa biến nhìn ngầu quá sợ luôn Phong ơi. Ngầu không, nè, biến hình chiếc xe lại nè, đó, chạy nè. Ui. Bây giờ thì nó lại chạy nhanh ghê luôn nha. Ok, bây giờ tôi sẽ thử tôi chạy một vòng gọi là sân, gọi là làng Hero Team luôn cho bà coi nè. Đó. Ê Phong, bây giờ ông thử solo đi. Giữa mèo của tôi với là con xe của ông coi con là nhanh hơn không? Đó, ok. Để con nhanh hơn. Bây giờ tôi với bà solo thử nè. Solo rồi. Thử để coi rằng là con mèo này với lại là robot con nào chạy nhanh hơn. Ok bạn ơi. Bây giờ nè, mình với lại là Sammy sẽ solo với nhau nha. Để xem coi là con robot của mình với lại là con mèo của Sammy con nào sẽ chạy nhanh hơn nha bạn. Đó. Rồi, để tôi biến hành chiếc xe đã. Bùm. Đó, biến hành chiếc xe nè.
Chị bay chưa? Mà giờ chạy sao đây? Một vòng đây quay lại đây. Ok không? Ok, chạy một vòng thì phải chạy đường này mới đúng. Ok rồi, để chị coi coi. Rồi nha. Bằng nhau nha. 1 2 3. Đó, chắc bà chạy trước một cây luôn á. Ok. Đó, để tôi nghĩ tôi thắng mình nè. Trời ơi, con xe ông gà rồi. Đó. Trời ơi, làm sao mà thắng được tôi? Đó, nè. Trời ơi, làm sao mà thắng được tôi, thấy không? Xe tôi là cần phải có thời gian. Chỉ cần gọi là thời gian vừa đủ là nó sẽ chạy cực kỳ nhanh luôn, đó thấy không? Chạy một vòng luôn. Đúng rồi. Chạy một vòng sân trường luôn nè, thấy không? Chạy một vòng sân luôn nè đó. And bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài bãi biển luôn để xem coi tôi chạy ra ngoài bãi biển luôn nè. Đó. Chạy luôn để đua xem coi ai nhanh hơn. Trời ơi, làm sao nhanh bằng tôi được? Sammy làm sao chạy nhanh bằng tôi được? Trời ơi. Trời ơi. Nè, đó không nè, tôi nhảy xuống sông luôn cho bà coi nè. Đó, nhảy xuống sông luôn. Bùm, rồi biến thành robot lại. Ngầu ghê không? Ngầu không? Ui, cái nó bơi cũng ngầu mà Phong, kìa bơi nó không cần dùng hai tay Phong ơi, nó bơi kiểu đúng dùng rồi. Chân thôi. Thôi coi nè, biến thành chiếc xe lại nè. Đó, rồi chạy tiếp. Ôi. Đó, rồi biến thành robot. Bùm. Chiu. Ghê chưa? Ui, ngầu hết sợ luôn á. Trời, ngầu mà. À, giờ tôi sẽ thử dùng lại skin con màu đỏ cho bà coi nè. Đâu ta? Đây, bây giờ tôi đã biến thành con màu đỏ nè. Nhìn thấy ngầu chưa? Ngầu chưa? Mà tại sao robot lại không có robot nữ nhỉ? Ha, đúng là thiên vị thật sự mọi người ơi, thiên vị quá trời luôn. Ủa, cái con màu vàng là robot nữ đó. Màu What? Vàng tôi không cần biết là robot nữ là robot màu gì, nhưng tôi thấy màu vàng là tôi nghĩ là con gái. À không, nếu mà tôi nói vậy thì chẳng lẽ anh giật là con gái. Mày đó. À nhầm, ok rồi, bây giờ tôi sẽ biến thành chiếc xe nè. Đó. Ồ, ngầu chưa? Xe này là xe là xe tải á. Nó mà tôi thấy hình như xe này nó chạy nhanh hơn cái xe màu vàng sao ơi. Con này là có hai khói này Phong thấy không? Có lắp thêm hai khói làm cho nó kiểu nó có lắp thêm bóng khói á. Nhìn ngầu thật sự luôn á. Ok rồi, chạy đến nhà nè. Đó rồi, biến thành người. Chiu. Đó, xịn thật sự luôn. Ok bạn ơi, thì mấy bạn thấy là cái con robot này nè, skin mới của Mini World, mấy bạn có thấy ngầu không? Chứ mình thấy là cực kỳ ngầu luôn á nha. Bởi vì á là mình không ngờ rằng một cái skin mà còn có thể biến thành chiếc xe được nữa. Siêu ngầu luôn, bạn coi nè. Đó, biến thành chiếc xe nè. Trời là trời, mình mà có cái skin này mình vô mình khoe với mọi người trong Hero Team là mọi người sẽ lé mắt luôn á mọi người ơi. Đó, ok rồi, biến thành robot lại nè. Trời ơi, ngầu quá, chịu không nổi luôn á trời. Rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và anh em thấy video này như thế nào? Anh em có thấy thích cái skin này không? Và anh em có ước mơ được cái skin như thế này không? Thì anh em đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.